Ngày 25 tháng 5 năm 2024, thứ bảy thường niên, Marco chương 10, câu 13 đến câu 16. Chúa Giêsu thương mến các trẻ em cách đặc biệt, vì nước trời thuộc về chúng. Muốn vào nước trời, tâm hồn chúng ta cần phải trở nên như trẻ thơ, cậy trông, phó thác và đơn sơ. Thiên Chúa là cha của chúng con, một đứa con nhỏ trong gia đình thật yếu ớt, hơn nữa, một em bé trong một xã hội có là gì đáng cho người khác quan tâm, nhưng cũng em bé đó lại có vai trò quan trọng trong nước trời. Chúa đã đề cao trẻ thơ như mẫu mực cho tất cả những ai muốn vào nước trời, bởi vì, lạy cha, nếu em bé lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và gia đình, thì con cũng hoàn toàn lệ thuộc vào cha trong tâm tình, phó thác, đơn thành. Xin cha giúp chúng con nhận ra con người thật của mình, tự sức con, với tất cả mọi nỗ lực, không xứng đáng với ơn lành cha ban. Cả đời con lập công cũng chẳng đáng cha ban nước trời. Con biết mình yếu đuối như một trẻ thơ. Chính Chúa Giêsu cũng trở thành một trẻ thơ trước mặt cha. Ngài sống với cha trong tâm tình đơn sơ, cởi mở, phó thác, vâng phục hoàn toàn. Con nhìn thấy nơi trẻ thơ Giêsu một tấm lòng yêu mến đối với cha. Xin cha loại bỏ những gì làm chúng con ảo tưởng mình là kẻ lớn, tự phụ, kiêu căng, ích kỷ, để chỉ giữ lại một điều duy nhất là tin tưởng, cậy trông nơi cha. Xin cha thanh luyện con để tâm hồn con luôn trong sáng, để hình ảnh cha không bị mờ đục nơi tâm hồn con. Xin cha cúi xuống với con và dắt chúng con đi trên đường về nước trời. Amen.